Mary Jane thì anh là người nhện nhá. Anh ly dị với rap game, chắc anh phải cười em mất. Chơi với nhau cho đến sáng, nói chuyện đến trưa. Hơn cả Subin, anh có triệu lần đón đưa. Da vàng đẹp trai, tham vọng và khẳng khái. Liệu em có muốn nghe giọng anh thức dậy vào ban mai? Hẹn em đi chơi tối nay, em nhận tin nhắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn có màu trắng, hồng và xanh. Hoàng hôn có màu trắng, hồng và xanh. Chuck Taylor trên chân em, ngồi cạnh anh trên sân thượng ở trong hẻm phê. Hoàng hôn có màu trắng, hồng và xanh. Hoàng hôn có màu trắng, hồng và xanh. So baby girl, yeah. Thật khó để nói ra, nhưng không phải nói quá. Anh bảo mắt em xinh, em bảo là dối trá. Đi chơi cùng với anh, em không còn lối ra. Khi mà trời trắng, hồng và xanh, không bóng người xung quanh. Em thấy nắng trộn vào lạnh, em bảo em không muốn về. Em thấy giấc mơ khép dần, mình nhìn như Mao và Dom yêu nhau trong Inception. Anh cũng không cần hoàn hảo để chiến thắng. Sao phải lấy điểm mới khi người anh vốn bị chín chắn? Tắt Instagram, giờ mọi thứ không đáng xem khi anh đang đoán xem. Tán em, nên là fuck all the party. Fuck them dollar bills, có em bên cạnh mới xa xỉ. Hey, fuck luôn đôi Puma XMTV. Anh sẵn sàng đổi lấy nó để được cùng em ngồi xem TV. So baby girl, yeah, you're like a little queen married to my world, yeah. Nếu em là Mary Jane thì anh là người nhện, yeah. Anh ly dị với rap game, chắc anh phải cười em mất. Chơi với nhau cho đến sáng, nói chuyện đến trưa. Hơn cả Subin, anh có triệu lần đón đưa. Da vàng đẹp trai, tham vọng và khẳng khái. Liệu em có muốn nghe giọng anh thức dậy vào ban mai? Hẹn em đi chơi tối nay, em nhận tin nhắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn có màu trắng, hồng và xanh. Hoàng hôn có màu trắng, hồng và xanh. Các bạn hát theo mình không ạ? Chuck Taylor trên chân em, ngồi cạnh anh trên sân thượng ở trong hẻm. Hoàng hôn có màu trắng, hồng và xanh. Hoàng hôn có màu trắng, hồng và xanh. Dạ vâng, vâng, dạ vâng, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Không không có gì đâu, các bạn cứ khen quá, mình cũng bình thường mà. Trắng, hồng và xanh. Ê, nắng trộn vào lạnh. Motherfucker. Ê, baby. Crazy. Hey. Mỗi lần nghe tên mình được gọi, yeah. Nói thầm em vào tai, nhìn vào mắt em cười lúc em đang có chuyện kể lại. 2 giờ sáng em cầm điếu thuốc và Nike Air nó vẫn còn trắng. Đan hai chân vào nhau thật chát khi em thu mình dưới ánh trăng. I'll be lucky like forever boy. Nghe người ta bảo vậy họ gọi anh là lucky genius boy. Nên phải tính sao đây khi mà không cần mặn mà nếm vào hoa, không cần gặp là đến vào bar, không cần đặt cả tên hào hoa khi cho đến đấy gì anh còn phá. Giống biển mua ở Circle K, để dành cho em vào buổi tối, yeah. White Supreme và Cartier, kill it, kill it. Vì em phố tử vắng thanh chật chội. Rolling, rolling, em đặt giấy nâu lên môi. Girl you, balling, balling, để phần thừa cháy xong thổi. All black in Nirvana. Em nhìn anh đắm đuối khi môi em không bao giờ nguội. Anh vẫn không cần, không cần, không cần, không cần tím. Nên anh cũng không cần Sprite. Bảo em thứ hai cầm Lucky Strike là đủ. Yeah, yeah. Lâu khi ngày thường anh rủ em overnight, overnight. But bây giờ bao giờ hết chai thì ngủ. Anh gọi cho em xong rồi mình quên đi, quên đi. Bỏ mascara cho em ở trên mi. Nên fuck những thứ mà làm em thêm suy, thêm suy. Để cho người không cần thiết thì nên đi,
nên đi, cause I don't give a shit. Em à, có những lúc cảm xúc nó rất là khó để nói ra. Mỗi lần anh đặt cây bút xuống, nghĩ đến em, nghĩ đến những lúc em cười với anh, anh chỉ muốn dành cho em những lời ngọt ngào nhất, chân thành nhất. Nên lúc mà em đang nghe bài này thì có lẽ anh đang flexing trên sức ok, flow anh có đấy trông cậy. Flexing trên sức ok, lâu kia nên em không thể thấy. Flexing trên sức ok, 24/7. Flexing, 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 yeah. Flexing trên sức ok, flow anh có đấy trông cậy. Flexing trên sức ok, lâu kia nên em không thể thấy. Flexing trên sức ok, 24/7. Flexing, 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 chăm chỉ như kiến sáng như sao, 24/7 flow thông thạo. Có em nói khẽ là hôm nay mình sẽ mua được vài chai bia để uống cho sộp sáo. Cầm JBL không cần thông báo, Timberland mới mua bão không sao. Em không cần lo chuyện anh đi chơi, anh gọi đấy lời chồng bảo. Hey, hey, flies boy in city never popping in the scene. Paint the perfect picture about the flexing, you know what I mean. Khi em vẫn thao thức ở trên giường với chiếc điện thoại, anh vẫn đang chơi ngoài đường hết một đêm dài. Gọi thêm anh em lúc 2 giờ sáng dậy em ngủ sớm, đừng buồn bởi vì anh đang flexing trên sức ok, flow anh có thể trông cậy. Flexing trên sức ok, lâu kỳ nên em không thể thấy. Flexing trên sức ok, 24/7. Flexing, 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 flexing trên sức ok, flow anh có thể trông cậy. Yeah, flexing trên sức ok, lâu kỳ nên em không thể thấy. Flexing trên sức ok, 24/7. Flexing, flexing, flexing. Thằng mập nó vừa mới đến đã chạy ngay vào trong để kiếm lấy một gói pinasu. Đầu nó chọc vào quần của nó, thụng chân nó để đổi nền rock cũ. Hôm nay anh cho nó làm máy chủ, mất 5 giây để nó turn on SoundCloud. Mấy bài drop mới just out now, drop vừa đến bọn anh nổ não. Và có đặc biệt như mọi khi, mất 1 tiếng sau khi gọi nó mới đến. All black như mọi khi, giờ nó ngủ là sáng, giờ làm việc là buổi đêm. Anh sẽ kiếm rất nhiều tiền, Drake kiếm tiền để chơi gold. Còn đến lúc mà anh giàu, anh sẽ khảo thằng Việt hàng ngày mới đa trộn. Ây, ây, flex vì bọn anh có kiến thức, flex xả mừng toàn là việc vừa qua. Troy Boy mới ra album, bọn anh gọi đêm là giờ để khải phá. Ngăn lạnh luôn có kèm cá, nhưng thứ sáng nhất nằm ở đằng sau. Indomie tí mộng mơ, anh khúc đá shit cùng với rau củ quả. Hàng không xuất xứ là hàng giả, ây, hàng đang khuyến mãi là hàng tồn. Ây, tiêu dùng thông minh, lại còn đẹp trai nên em không thể chạy trốn. Ây, nói chuyện nghệ thuật và từ tốn, yeah. Dù bọn anh luôn có những fan, lập dự án mới trong lúc anh đang chơi. Mong em ngủ ngon khi anh ngắm ngày tàn. Flexing trên sức ok, flow anh có đấy trông cậy. Flexing trên sức ok, lâu kỳ nên em không thể thấy. Flexing trên sức ok, 24/7. Flexing, 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 yeah. Flexing trên sức ok, flow anh có đấy trông cậy. Flexing trên sức ok, lâu kỳ nên em không thể thấy. Flexing trên sức ok, 24/7. Flexing, flexing, flexing. Và đó là bức thư tình anh viết tặng cho em. Tuy không phải người xin xúa, nhưng vì em mà anh viết lên những câu hát này. Giờ thì đi ngủ đi em. So she see me as a friend. I'm sitting making plans. She be hang with a jam. We're sitting watching friends. Nice city holding hands. Anh mặc hoodie trong phòng điều hòa nó lạnh 16 độ C. Con xe nên giờ đời cũ nhưng mà bass của nó còn phê. Con nước đập vào cửa sổ tầng 14 view thành phố. 6 giờ chiều nhìn bão uống cà cao và lưỡi bị tê. Wow, thằng Việt nó lại vừa gọi. Gọi ra sức ok. Nó lấy kem Milo còn anh đang xem ngoài sau cream của Lace. Nó bảo thử tưởng tượng mình đang đi du lịch ở đây. Công nhận lúc mà chán thử một phát nhìn Hà Nội như là Tây. Gọi trái chanh xong refill không ai nhìn thấy. Và nếu Puma hơi ngầy anh chuyển sang con quần Jays. Và nếu đang đi trên xe máy nên nhìn lên cao một tí. Đủ nhìn đường nhưng thấy được cả mây, ok.
drinks in the room and it's never too soon. Nếu em muốn đẹp trai, anh dễ flow anh tun tun. Chơi trong hoàng hôn, mới tập nên em hơi run. Đừng quan tâm kiếm mẹ bọn nó, nếu em xin đi hôn luôn. Oversize nhưng anh biết đằng sau bộ đồ đó, em không thể giấu được, đấy là body ngon. Nếu giảm giá đi chưa chắc anh đã lao vào lấy. Anh chỉ ra gọi anh em flex trên Circle K. Ngăn lại, không độ, mua đồ, chill. Heiser, Loki, Silver, Grills, Nike, Air Force, chơi hàng, real. Cho vòng bạc mục ra, không là em bỏ điều. Gotta make a move, gotta make a move, yeah. Muốn một bia khu, nhớ nơi trong phòng thu, yeah. Nếu mà em hợp gu, chắc là em hợp gu, Nó lại ra nghịch ngu, tí thì ăn tịch thu, yeah. Thằng em anh điêu dày căng, nó check out nhanh như gió. Anh hay xin nó hơi bót, nhưng anh hay chưa cho có. Em bảo em thích gì cơ, anh mua luôn cho em hết. Trông em như skater girl, đôi đi như trong sinh phết. Và anh có thể bỏ grill, xong rồi nói chuyện em đến tối. Anh có thể nói về tiền, nước hoa và chạm đôi môi. Nhưng nếu em thích đơn giản, anh chỉ chỗ ăn chè cho em. Nếu em hiểu anh ẩn dụ, anh khá sure em không từ chối. In the room and it's never too soon. Nếu em muốn đẹp trai, anh dậy flow anh tun tun. Chơi trong hoàng hôn, mới tập nên em hơi run. Đừng quan tâm kiếm mẹ bọn nó, nếu em xin thì hôn luôn. Đón em ở Nội Bài, đi limo cho sang. Em du lịch một mình, em không thích bị tàn. Xách vali màu cam, thằng ga khu Cầu Giấy. Xong rồi mình lại ngồi flex trên Circle K. Flex, flex, flex trên Circle K. Flex trên Circle K. Flex, flex, flex trên Circle K. Đón em một Nội Bài, xong flex trên Circle K. Stretching my body like a river flow. Feeling depressed by a thousand stories in the past. Maybe it should never be told. I never had anything, I never said anything. Feel my good things, so let me go. Killing me prince, how do they know? Anh thấy em xinh đôi mình như mình xấu. Timberland cho nó rock and roll. Nghe tiếng nhạc trap trên chọc căng. Thêm được ăn mì trên shop and go. Nhìn nó hết rồi, R.I.P. Chỉ đến Giáng sinh đi Vincom. Ngắm các em lúc đang gọi món. Gọi anh em xem sitcom. Wow shit, wow shit. Đưa em chơi nhưng không kịp. Mua hai chai 250 nhưng em không sai nên không duyệt. Đeo GM đi John Dior nhưng em low key nên không tiếc. Trông em như cô diva chơi bia trên Trung Liệt. Wow shit, wow shit. Anh không chơi lung tung như thế. Nay khi mua bách đó không khó, nên mua giá gốc thì hơi bị quê. Hỏi thằng Chí để mua thời gian. Chơi bừa thì chắc hơi dễ. Chơi giữa đường vào 2 giờ sáng. Xong vào Circle K để phê. Sáng bạn thức dậy, bình minh nó lách vào tường ngõ. Đang chiếu vào chữ khoan cắt bê tông và số điện thoại người ta cho. Xen lẫn với líu lo của chim hót, bíp bíp của Honda. Xình xích của tàu sắt, ít mẹ của thợ xây nhà. Lấy xe thống nhất, bà lấy ví thời mà ông còn sống. Nhìn vào bàn thờ mồm lẩm bẩm, hôm nay ngày của ông nên. 20.000 tiền hoa hồng, 70.000 năm quả cam, thêm 5.000 tiền lá chanh, còn bà mua gà từ sáng. 20.000 tiền hoa hồng, 70.000 năm quả cam, bà cứ nhầm đi nhầm lại suốt từ sáng. Mâm cơm 4 người, bà thích thế. Khói nhang mù cả phòng, bà thích thế. Thằng cháu hiếu động, hết nói chuyện kênh tivi đến nhảy lên lưng bà, nhưng bà thích thế. Khi mà trời đã tối, nhang thì cũng đã tàn. Yên sau là khay nước, yên trước thuốc lào tiền lãng. Bà thích đi đường Văn Chương, đâm ngang sang Tôn Đức Thắng. Đi thẳng rồi vòng lại vì Điện Biên Phủ đường thường vắng. Cây cổ thụ và vườn hoa, bà nhớ tên tất cả. Xưa chai thủy tinh Coca, nay chai nhựa ở trên giá. Đặt cánh nước bà ngồi xuống, yên bình ở trong tim. Trước mắt bà là Nam, Nam đang tất cắt kéo trên Lenin. Thank you.
đầm đìa. Cậu chạy lên tầng thượng lấy đôi vàn ra ngắm nghía. Hà Nội đang mùa bão, may mà cậu kịp mang giày phơi khô, da giày đen dở hơi thô kệ. Sỏ tại chỗ lẹt vào phòng anh trai lấy gốm tóc cậu vuốt ngược, miệng lý nha lý nhí học thuộc lời cậu viết trước, dẫn dắt rồi hỏi han, thỉnh thoảng cười cho tự nhiên sau khi xong xuôi mới đến tỏ tình trực tiếp. Ây, chuyển cảnh tim cậu đang đập thình thịch, chờ cô bé đầu ngõ Cát Linh mà cứ như xem phim kịch tính. Tự nhiên bốp một phát vào lưng giật mình, quay ra cô bé cười như thiên thần, mặt cậu nhìn như thầy mà não cậu đơ, miệng cậu cứng, giọng cậu nghẹn còn mặt thì sưng. Dám ba mấy dòng học thuộc trong đầu bây giờ thì có mà dùng mà. Kể ra cũng kỳ lạ, cô bé dối vô cớ nhiều hơn bình thường dù cậu không làm gì cả. Họ đi ra vườn hoa, gió này lộng đường trần, phố cô im lặng, cậu bối rối làm sao để dẫn cậu thân chú. Nhưng cái gì đến thì cũng sẽ đến, hít vào, thở ra, anh thích em. Lời cậu nói tôi chậm tất cả, với tay ra nắm tay cô bé rụt tay ra sau đen đỏ bên đường vào mặt hai người. Trông chẳng khác gì nhau, cô bé nhìn sang bụi cây, hồi hộp ở trong tim, sau bụi cây là nam, nam tập cắt kéo trên Lenin. Dream. Yeah. Yo. TikTok, TikTok, chỉ còn 5 phút nữa. Nhét vội vừa vào trong cặp, nhét thêm cả hộp sữa, nhét vội miếng bánh mì vào mồm nó. Sắp một lớp học thêm, ở muốn nó thi đỗ trường chuyên, tối chủ nhật nó vẫn phải đến. Và phóng 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 trên chiếc giấc mơ cũ, dream của ông ở thời hiện tại là lương tháng này về đầy đủ. Bên ngoài tiếng con xe réo, bên trong tiếng bụng nó réo, bỗng chiếc xe bên trái tạt đầu, hai bố con ngã theo. Và đường Hoàng Diệu có tí biến, tuy không có chấn thương nhưng từ ngữ vẫn thì triển là mẹ họ và cụ họ cộng thêm từ giao phối. Ông cũng xúc họ hoảng sợ rút ví trao đổi, dân tình liền chạy ra xem kéo theo bà bán nước. Cô cũng đang mày nắm tay quyết chạy ra để xem bằng được, nhưng tiếng chửi nhau sau át nổi tiếng breakbeat của Rakim nên nam vẫn bận cắt kéo trên Lenin. Trên một nóc nhà xa lạ, mơ được lên xe bus một ngày đẹp trời cùng em lang thang, mơ được ngồi xem phim cùng em trên ghế phòng khách kiểu an nhàn, mơ được ôm em từ đằng sau lúc em đang nấu ăn. Mơ mấy cái giấc mơ bình thường nhưng thương kiểu sâu thẳm. Mơ thì mơ đi, chỉ tưởng tượng là chơi đi, gặp bao được khó cho bay theo gió vì có em trong đâu sợ gì. Giờ thì ông phải thở đi, đời mà phí vài lời làm gì, thầm đi vào trong não có bão trong lòng thì sao phải hao phí. Nên là tháo tai nghe, nhắm mắt lại, đóng cửa sổ, hít một hơi thật nhẹ, nhìn ra ngoài mưa chưa đổ, mở cửa nhà thật khẽ. Nhà bên phải có em trong đó, nhưng mà sao có khó khi gõ cửa nhỏ mình cũng phải đắn đo. Làm thì làm cho tới hứng hèn, nhát thì hứng nhọc. Xong lúc em mở cửa nhìn thẳng vào mắt anh lại bị cứng giọng, lắp ba lắp bắp hỏi nhẹ em có muốn ăn gì không. Anh định rủ em xuống dưới ăn mì lúc trời giông, vì anh có tình cảm với em, anh có tình cảm với em, anh có tình cảm với em thích thích đến mà xem. Anh có tình cảm khi mưa còn trong veo và trong trí, nhớ của anh có mắt của em cười xinh đến lạ kỳ. Rap gì cũng chơi, số thứ nhất, lo-fi hip hop. Let's go motherfucker. Thank you.
có một căn chung cư có view đẹp qua ô cửa sổ, để bây giờ hết mức cũng như thỉnh thoảng thò đầu ra ngửa cổ và gạt dem. Nhớ có ngày anh dính ung thư thì chắc chắn trước khi gặp bác Hồ, việc đứng ở đầu sổ đó là anh muốn có một căn chung cư với giường tủ phổ thông và một ô cửa sổ nhìn ra dãy nhà cao tầng, đèn dọc bên đường cùng phát sáng, thêm sự cổ cây mở bên bờ hồ đến khi trăng tan. Chắc chắn đặt chiếc giường bên cạnh cửa sổ để ngồi đấy lâu, 12 giờ đêm năng lượng và nhạc và vân sẽ tự tuôn ra thành flow, right? Chắc chắn anh sẽ để con bầu dưới gầm giường, Winston nho gió cửa sổ sẽ thổi khói bay ngược hướng, để từ nghìn cửa sổ của những tòa nhà khác sẽ dọi vào tận không gian anh tự tạo. Giờ thì em hiểu tại sao anh muốn có một căn chung cư có view đẹp qua ô cửa sổ, để mây gió hết mức cũng như thỉnh thoảng thò đầu ra ngửa cổ và god damn, anh muốn có một căn chung cư có view đẹp qua ô cửa sổ, để mây gió hết mức cũng như thỉnh thoảng thò đầu ra ngửa cổ để thấy. Diều hữu hạn còn trên cao thì vô hạ, tòa ken em cao đến mấy vẫn không thể lên trời dù có cố chạm trong phòng vũ trụ nhỏ, bên ngoài như kiểu vũ trụ to, vũ trụ của anh nó đốt vì nhìn ra cái to từ cái nhỏ, nên là anh muốn có một căn chung cư gọi anh là Dominic Cobb, cái giới này riêng anh cất giữ, và lỡ lại dính phải ung thư hay lỡ bị đột quỵ chống tử thì ít nhất phải ngồi ở cửa sổ để cố mà bùng bùng bạch từ. Có thể anh sẽ ở Cầu Giấy hoặc là Đống Đa, nhiệt độ có thể nhỏ hơn 10 anh cũng sẽ không chống trả, kim giờ có thể lớn hơn không, ngày làm nhiều hơn 3k, những tầng lớn hơn 10 thì mọi thứ đều nhỏ hơn 3k. Lạnh giá cô lập và tối tăm, đèn vàng mây sáng chẳng chắn chắc đến năm. Chắc chắn đây không phải đơn độc vì anh đảm bảo, khi tiếng bass lấp đầy phòng ngủ em sẽ hiểu từ hoàn hảo. Anh muốn có một căn chung cư đổi flow, view đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ, switch để bass to hết mức cũng như thỉnh thoảng thò đầu ra ngửa cổ và god damn, anh muốn có một căn chung cư, right, có view đẹp qua ô cửa sổ để bass to hết mức cũng như thỉnh thoảng thò đầu ra ngửa cổ. Non-dual state of mind, no sadness and anger with zero pressure of time, and when you sit still, get chilled by the vibe you feel, breathing like the best drug, make you high but never kills. Drop high, head xuyên ngang qua tai, bass 808 kéo dài trước khung cửa sổ trong căn chung cư cổ, ngửa và dùng thứ mọi khiếm khuyết không luyến tiếc, không hùng dữ cũng như không cần dùng thử kích thích, dùng chữ vẫn cư ngụ trong tĩnh mịch như nhung flow cuốn trôi mọi linh tính, trạng thái mang lại giải phóng hết mọi xích mích, trạng thái mang lại cảm giác fall in love, nhưng không phải với em mà là cái gì đấy lớn hơn, như kiểu năng lượng xung quanh toàn nhà dãy cuối, và đó có thể là lý do tại sao mặt anh nhìn trẻ hơn tuổi.